Chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với kênh Bếp Út Quỳnh 69. Và hôm nay mời cô chú anh chị cùng vào bếp với Quỳnh mình làm món bánh lọt sương sáo nha. Bữa giờ thời tiết khá là nóng nực mà mình làm một ly sương sáo này, rồi bánh lọt, rồi thêm một xíu nước cốt dừa và đá nữa thì ăn quá là tuyệt vời luôn, đúng không cả nhà? Hôm nay bánh lọt thì Quỳnh sẽ làm hoàn toàn bằng lá dứa luôn, để cho cái màu thiệt là xanh đẹp và mùi thiệt là thơm. Đầu tiên là Quỳnh sẽ đi rửa phần lá dứa. Lá dứa hôm nay Quỳnh sử dụng khá là nhiều ha. Và lưu ý là khi rửa lá dứa thì mình rửa nhẹ tay này, và hạn chế cái việc mà cọ sát nhiều nha, chứ không là nó bị sứt tay đó cả nhà ơi. Bây giờ Quỳnh sẽ đi ngâm bột sương sáo để cho nó nở tầm 15 phút, rồi lát hồi Quỳnh mới mang nó đi khuấy ở trên bếp này. Một gói bột sương sáo như thế này thì Quỳnh sẽ cho 1 lít nước và 1 chén đường, rồi khuấy cho nó tan hết nha cả nhà. Tan xong thì để đó tầm 15 phút. Trong lúc chờ đợi thì Quỳnh sẽ đi thái phần lá dứa này. Lá dứa này thì Quỳnh sẽ thái nhỏ một xíu để khi mà xay trong cối thì nó sẽ ra được hết màu. Còn mình để nguyên cọng dài thì nó xay khó hơn nữa cả nhà, và màu nó sẽ không ra được hết. Lá dứa thì nó vừa tạo được mùi thơm mà vừa tạo màu xanh rất là đẹp. Bởi vậy trong quá trình nấu ăn Quỳnh hay sử dụng lá dứa trong nhiều món lắm nha. Xay xong phần lá dứa thì Quỳnh sẽ mang ra và lược lấy nước ha. Phần nước này Quỳnh sẽ mang vào và trộn với bột gạo này. Thời tiết nắng nực như thế này mà nhìn thấy cái màu xanh của lá dứa là Quỳnh thấy mát mắt rồi cả nhà ơi. Bởi vậy chút xíu cái này làm xong thành phẩm uống với đá đường nhìn rất là ngon luôn. Vắt xong phần lá dứa thì Quỳnh tiếp tục vắt phần nước cốt dừa nha. Nước cốt dừa này lát mình ăn kèm với bánh lọt sương sáo nó rất là béo và ngon luôn. Để hòa bột nấu bánh lọt thì Quỳnh sẽ bỏ vào đây 100g bột gạo, thì Quỳnh cho tiếp tục là 3 chén nước lá dứa vào nha. Và Quỳnh cho thêm vào đây 2 muỗng đường, rồi Quỳnh khuấy cho nó tan bột, rồi chút xíu Quỳnh bắc lên bếp nấu cho nó chín. Để tiết kiệm thời gian thì cô Ba sẽ phụ Quỳnh khuấy bột này, còn Quỳnh thì sẽ đi khuấy sương sáo. Và hai bếp sẽ song song cùng nhau ha. Mọi người nếu mà làm một mình thì nấu lần lượt từng nồi nha, là vì cái này không khuấy đều thì nó nhanh bị cháy ở dưới đít nha. Với phần bột cả nhà khuấy đều tay nha, khi nào nặng tay rồi rồi mình khuấy cho tới lúc nào mà bột nó bắt đầu trong, xanh trong luôn nha. Còn màu trắng là nó vẫn còn đang sống đó cả nhà, khi nào mà xanh trong thì nó mới là chín ha. Và cũng y như vậy luôn, phần sương sáo thì mình sẽ khuấy đều tay, chờ một lúc thì sẽ thấy là phần sương sáo nó bắt đầu đông trở lại. Và lúc đó là cả nhà đừng có ngưng tay ha, khuấy khuấy cho khi nào mà nó sánh mịn luôn. Sánh mịn thì mình mới bắt đầu nhấc bếp xuống và đổ vô khuôn. Bây giờ tiếp tục cho vào đây 200g bột năng. Rồi mình quét đều tay để cho bột nó đều nhau ha. Khi mà đều xong xuôi rồi thì Quỳnh sẽ cho ra cái khuôn hoặc là cái đồ vắt bánh kem. Mà hôm nay khuôn nhà Quỳnh không có cho nên Quỳnh bỏ vào cái đồ vắt bánh kem này. Loay hoay thì cái nồi sương sáo của Quỳnh cũng đặc sánh mịn màng rồi này. Bây giờ Quỳnh sẽ đổ ra khuôn nha.
Cái này á, Quỳnh sẽ đổ ra hai cái khuôn thủy tinh của Quỳnh là vừa rồi. Canh vừa khéo ghê luôn đó cả nhà ơi. Hồi nãy Quỳnh có chuẩn bị một nồi nước sôi ở trên bếp ha. Bây giờ Quỳnh sẽ cho bột vô đồ vắt này, rồi Quỳnh sẽ vắt vào nồi nước sôi để cho bột chín luôn. Phần bột hôm nay hai chị em làm hơi đặc một xíu, cho nên là nó hơi khó lọt xuống. Cái này kêu bánh ngắt thì phù hợp hơn nha. Bữa nào cả nhà mà làm thì chắc canh cái lượng nước sao mà để cho nó bột nó hơi lỏng một xíu cả nhà. Món này về hình thức thì không có cái đuôi nhọn nhọn như nhà người ta làm ha, nhưng mà ăn rất là dai ngon luôn. Và cái màu á, thì theo nhận xét của cả nhà là có đẹp không? Theo Quỳnh á, thì màu nó chưa được đậm đà cho lắm, nhưng mà màu này thì cũng ok rồi. Còn phần xương sáo á, thì mịn màng núng nính luôn này. Và tiếp tục á, thì hai chị em sẽ làm phần nước đường thắng. Và hôm nay á, hai chị em sử dụng đó là đường thốt nốt. Cái này á, thì chút xíu làm ra nó sẽ có cái màu đỏ đẹp hơn và cái mùi rất là thơm. Cả nhà mà không có đường thốt nốt thì có thể sử dụng đường trắng bình thường này. Bây giờ cho cả nhà xem thành phẩm này, màu quá trời đẹp luôn. Rồi có thêm nước cốt dừa nữa, béo béo, bùi bùi. Bây giờ mấy chị em sẽ xắt cái phần bánh xương sáo ra ha, rồi bỏ vô ly này, chuẩn bị thưởng thức thôi cả nhà ơi. Phần xương sáo thì cách nấu cũng đơn giản như rau câu à, nhưng mà nó có một cái mùi rất là đặc trưng, Quỳnh thấy rất là thơm á cả nhà. Và ăn là dễ bị ghiền đó nha. Hồi nãy Quỳnh có hòa thêm một xíu hạt é nữa này. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ bỏ ra ly và mời cả nhà thưởng thức ha. Trời nắng nóng như thế này á, mà cả nhà thấy cái màu xanh của bánh lọt rồi màu đen của xương sáo, thêm một xíu nước cốt dừa rồi dầm với đá nữa, cả nhà đã thấy hấp dẫn chưa? Còn nhà Quỳnh á, là ai cũng khoái món này hết. Ăn nó giải nhiệt ngày hè ghê luôn. Trời nắng nóng như thế này á, mà làm một ly này là thấy hạ hỏa liền. Ai mà đang bực bội chỉ cần cho ly này thôi là kiểu gì cũng tan biến hết trơn á. Quỳnh thấy món này làm quá trời dễ rồi mà cũng nhanh nữa. Hay là bữa nào á, cả nhà thử làm món này để chiêu đãi cho gia đình mình ăn đi. Sắp tới đây là ngày lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 này. Quỳnh thấy học trò được nghỉ nhiều ngày lắm, như hình như là 5 ngày lận á. Thì ba mẹ nào mà có thời gian á, thì làm cho tụi nhỏ ăn này. Quỳnh thấy món này là người lớn với trẻ em ai cũng thích hết trơn đó nha. Màu nó không đẹp lắm mà ăn ngon nha. Bây giờ Quỳnh làm mấy ly rồi mời cả nhà thưởng thức cùng Quỳnh nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video của Bếp Út Quỳnh và mong rằng sẽ gặp lại cô chú anh chị trong những video lần sau. Nếu như video của Quỳnh hay và ý nghĩa thì mọi người cho Quỳnh một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé.